Độc hành thiên hạ tập 10 Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Húc rời khỏi Diệp Phủ, hướng tới Bách Màn Sơn đi đến. Hắn quyết định dẫn theo thích khách kia ra mặt, Tràm thảo trừ căn là chuyện tốt nhất. Đi qua sông Thanh Thủy, Diệp Húc trong lòng vừa động, trốt cuộc đã phát hiện trong một đạo ký thức như ẩn như hiện ở sau lưng của hắn. Quả nhiên cuối cùng người đã tới. Diệp Húc chân dẫm lên mang hải, chạy qua mặt sông Thanh Thủy, mua một cước hạ xuống, trên mặt sông liền hiện lên một đóa hoa sen vào đen trông vô cùng sống động hắn đi qua bờ sông thẳng tới khu rừng phía chân núi bách man sơn tới vách đá nơi hắn hay giao thủ với chủ thế văn không quá lâu sau một tu sĩ áo đen rốt cuộc cũng hiện lên bên bờ sông nhẹ nhàng bắt đầu nhảy lên vượt qua cự ly hơn 30 mươi mét rơi vào bờ bên kia sông thanh thủy ngay lập tức hắn cũng yên lặng chui vào trong rừng cây hướng tới nơi vách đá à như thế nào lại không có ai chứ? Vũ sĩ áo đen hạ giọng cất tiếng nói. Diệp phó, người cũng phải tìm ta có phải không? Diệp Húc từ sau thân cây đi ra, ánh mắt chợt lóe lên, mỉm cười cất tiếng nói. Vũ sĩ áo đen trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn Diệp Húc. Hắn là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt chữ điền, dưới con mắt trái có một vết sẹo như con rết, gần như cắt ngang con mắt này của hắn. Hắn tên là Triệu Phó, đời trời là nô tài của Diệp Gia, triệu phó thiên phú võ học cực kỳ cao năm trước đã trở thành võ đạo thiên thiên trở thành phu sĩ bởi vậy hắn được diệp ra bàn danh cho họ diệp cải danh là diệp phó vết xẹo trên mặt của hắn là năm đó hắn đắc tội với ngoại môn tổng quản bị tên tổng quản này lưu lại ký hiệu trên khuôn mặt diệp phó sau khi trở thành phu sĩ chuyện đầu tiên chính là móc hai mắt của vị tổng quản kia xuống đánh thành một tên phế nhân thật sao sau ngày lại ở chỗ này Diệp Phó nhìn xem bốn phía, cũng không có phát hiện ra người nào khác. Vết dẻo hình con rết trên mặt giống như sùng huyết, trở nên đỏ bừng. Vẻ tươi cười trên mặt rất cứng ngắc, cười mà nói. Ta vốn tính toán tiến vào bách màn sơn săn bắn, không ngờ lại gặp thất gia ở đây, thật sự rất trùng hợp. Diệp Húc mỉm cười, trong nụ cười của hắn có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Diệp Phó, người hạ tất phải làm ra vẻ như vậy. Đối tượng săn bắn của người không phải là ta sao? Tôi hôm qua ngươi thử một lần. Tuy nhiên hôm nay, ngươi lại thành con mồi của ta, nhất định phải chết ở nơi này rồi. Diệp phó điếm điếm môi, đã nhìn ra chung quanh. Vết dạo hình con rết càng phát ra vẻ đỏ sậm. Hắn nhẹ răng cười độc ác mà nói. Thật ra, có một mình đi ở đây sao sao? Hắn có một người xuống, nửa ngồi xổm nửa nằm sấp, giống như một yêu thú đang chuẩn bị săn bồi, khí thế dần dần tăng lên. Hắn bước tới chỗ Diệp Húc, bước chân dường như rơi xuống đất, chấn làm cho mặt đất kịch liệt run rẩy thậm chí ngay cả đại thụ chung quanh cũng kịch liệt lay động. Thất ra, người khác không biết chi tiết của ngươi, nhưng ta lại biết rõ ràng đấy. Diệp Phó nhảy dựng lên, thân hình xoay mấy vòng ở giữa không trung, thét lớn một tiếng, bàn tay chộp tới Diệp Húc, nguyên khí rùng động trong tay hắn bắn ra, trong chớp mắt đã hình thành một ưng trảo thật lớn, trên trảo che kín vảy tấn công xuống phía dưới. Nguyên khí của hắn càng ngày càng thịnh, chỉ nghe thấy tiếng cười vang vang không dứt, một cái đuôi rắn thật lớn từ đan điền của hắn chui ra, quấn quanh người hắn mấy vòng điền. Mà đỉnh đầu của Diệp Phó hiện ra một đầu rắn, đồng tử dựng thẳng, quét miệng mở rộng, lộ ra răng nành sắc bén. Ưng xa, điệt thiền thức. Người căn bản không trở thành phù sĩ, mà ta cũng đã bồi nguyên trị phẩm. Người dám đem ta thành con mồi sao? Đi chết đi! Diệp Phó hít một hơi thật dài, ánh mắt lập tức tập trung vào ưng trào đang đánh tới. Đột nhiên, hắn cầm lên một tiếng, cường khí trong đan điền dao động, hướng thẳng tới cánh tay, một quyền oanh thẳng ra. Cường khí trong cơ thể hắn nháy mắt mà hình thành một quyền ấn cực lớn màu đen, ngang nhiên đón nhận ưng trảo. Quyền khí hóa thành ưng trảo của Diệp Phó không ngờ bị va chạm trực tiếp trên không trung. Diệp hút một quyền là một quyền oanh ra, quyền ấn màu đen liên tiếp oanh phá tới và chạm kịch liệt với ưng trảo đối diện, thành âm bạo vàng không dứt. Trong phút chốc, hắn liền đánh ra hơn bởi quyền đánh nổ nát ưng trảo. Đột nhiên, ưng xà quấn quanh người của Diệp Phó rung động, đuôi rắn bay lên, hùng hằng đánh lên trên người của hắn. Diệp Phúc lập tức bị tung ra xa vài chục trượng, giống như một cái bào tải nện mạnh vào trên vách đá, lập tức rơi xuống mặt đất không chút nhúc nhích. Diệp Phó rơi xuống đất, ưng xà khí quay chung quanh thân thể của hắn một vòng, rồi chui vào trong đan điền. Hắn nhè rằng cười độc ác, nói rằng, thất ra, ta đã nói rồi, coi ta là con mồi người ấy chính là muốn chết mà giết người ta có thể trở về phục mệnh được rồi hắn đang muốn xoay người rời khỏi đột nhiên con người trừng to ngơ ngác nhìn phía trước chỉ thấy diệp húc lắc lắc người đứng lên run run tay chân vài cái đây đã uy lực của vụ pháp sao cũng không có mạnh như trong tưởng tượng của ta diệp húc thử vận hành cửu truyền huyền công phát hiện ra ngực của mình mơ hồ có chút đau đớn không đã chính mình đã bị tổn thương rồi Vụ pháp tuy chẳng không có mạnh như trong tưởng tượng của ta, nhưng uy lực chính xác đã vượt qua tiền thiền võ đạo. Những người khác cho dù đã tiền thiền bá thể, nhưng trước mặt vụ pháp tuyệt đối chỉ giống như tờ giấy, không chịu nổi một kích. Cũng may ta tù luyện chính là cửu truyền huyền công. Môn công pháp này trên phương diện phòng ngự, Địch xác có chỗ độc đáo. Ngay cả vụ pháp cũng không thể đả thường tới ta. Diệp Húc Thị Thảo tự nói, ngẩng đầu lên, đã thấy Diệp Phó nhìn mình như nhìn quái vật vậy. Hắn cười ha hả mà nói. <laughs> Diệp Phó, người vừa rồi nói phục mệnh với ai? Làm sao có khả năng chứ? Diệp Phó thất thành nói. Ưng xả song kích uy được thật là lớn. Đã trúng một kích này, cho dù là ta không chết, cũng phải bị trọng thương. Người ngay cả nguyên khí cũng không có tu luyện qua. Như thế nào có thể trụ được một kích toàn lực của ta? Ta không tin. Hắn lại ngưng tụ ra ưng xả khí, cao thét phóng tới cho Diệp Húc. Còn chưa tới gần người, đã thấy sau lưng hắn đột nhiên sinh ra hai cái cánh bảo vàng tranh, giống như là hai cây quạt lớn sau lưng. Sau theo lưng của hắn cắt thẳng tới trước, hùng hăng chém lên trên người của Diệp Húc. Đây là sát chiêu nổi danh nhất của ưng xả sòng kích. Nguyên khí hóa thành hai cánh ưng xả, nó có thể thiết kim toái ngọc, thoải mái mở ra hộ thể cương khí của cường xả võ đạo đỉnh phong. Ngay cả tiền thiên bá thể cũng không thể chịu được một kích dễ dàng cắt làm ba mảnh hai cái cánh màu vàng chanh không hề trở ngại chém lên trên người của Diệp Húc, toát ra tiền tiếp ánh lửa. Diệp Húc tùy ý để cho ưng xả song kích đánh lên trên người mình. Cùng lúc đó, một quyền của hắn đánh thẳng tới mặt của Diệp Phó. Diệp Phó trong miệng rằng bày tán loạn, bị một quyền này đánh cho thân thể như con rối gỗ, quay cuồng quẳng về phía sau, tới tận hơn 10 mét xa. Diệp Húc giống như là gió lốc vọt tới, hắn còn chưa kịp đứng lên, đã bị một quyền thượng oanh lên mặt lúc này đây diệp phó đã bị đánh bay xa hơn răng hàm gần như vỡ vụn cả hắn vừa mới đứng lên đã thấy diệp húc như một con chìm lớn hiện ra trên đỉnh đầu của hắn trường ấn màu đen thật lớn ấn xuống đầu của hắn diệp phó rống giận đầu rắn của ưng xà hùng hằng đánh tới diệp húc cũng bị đánh bay bản thân của hắn bay lên không trung tuy rằng diệp húc bị đánh đuôi nhưng trường ấn màu đen lại vững chắc đặt trên đỉnh đầu của hắn Diệp Phó đại não nhất thời hỗn độn, lực lượng mạnh mẽ đánh xuống, làm cho cả người của hắn chui vào trong núi đá, còn cái đầu lộ ra bên ngoài mà thôi. Hắn định đi ra từ trong túi đá, thì đột nhiên nghe thấy hưu một tiếng, một đạo đao cương kể sát mặt đất rít cào chém tới. Trong chớp mắt đã tới người dưới cằm hắn rồi. Trên đường bay, đạo cương đi qua một khối đá hoa cương, yên lặng vô thức xuyên qua đá hoa cương này, giống như cắt một miếng đậu phụ vậy. Người giết không được ta đâu, Diệp thiếu bảo người giết không được ta đâu. Diệp Phó tức giận rít gào, đột nhiên vặn cổ, đào cường hung hăng chém thẳng xuống gáy của hắn, tan thành từng mảnh nhỏ. Gáy của hắn xuất hiện một vệt máu. Diệp Húc đào cường tuy rằng sắc bén, nhưng cũng không thể chặt bỏ đầu của hắn ta được. Cổ chính là nơi mềm mại vô cùng. Nếu trực tiếp bị đào cường chém vào cổ họng, hắn cũng không dám cam đoan yết hầu của mình có thể bị chặt đứt không. Nhưng sau gáy của hắn lại tràn đầy nguyên khí, không có yếu ớt như ở ít hầu. Ta nói rồi, người giết không được ta đâu. Diệp Phó đột nhiên trừng mắt, vội vàng câm miệng, chỉ thấy ba bốn với đạo đào cường kề sát mặt đất bay tới. Một đao đối tiếp theo một đao. Diệp Phó chỉ cảm thấy da đầu run lên. Nếu là bị những đào cường này chém lên cổ, cho dù là sau gáy cũng sẽ bị chặt đứt. Đầu của hắn đột nhiên trầm xuống, cả người chui vào trong núi đá. Đào cường gào thét bay sát qua đầu hắn, nhất thời từng sợi tóc bị cường khí chấn nát da đầu của hắn bị tức mất một khối lớn trán đầm đìa máu tươi diệp võ hồn vía lên mây nếu là bị đào cường chém vào trên cổ hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ chính nghe rầm rầm mấy tiếng núi đá nổ tung diệp võ tà tà bay lên sau lưng triển khai hai cánh ưng xả nhấc lên một cốc cuồng phong thân thể của hắn dần dần nâng cao lên hướng tới xa xa mà chạy dũng khí của hắn đã chết căn bản không dám cùng diệp húc giao thủ tiếp Diệp Húc liền cầu truyền huyền công nhất trùng tới để tam truyền. Thế nhưng gần như là quái vật đánh không chết, ngay cả vô pháp cũng không có mảy may làm hắn bị thương, có thể không thèm nhìn công kích của hắn, mà công kích của Diệp Húc hắn cũng không thể không nhìn, nếu không có thể chết bất cứ lúc nào. Hai cánh ưng xà của hắn cũng không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào chỗ khí điêu, khiến cho chính mình lướt đi thời gian ngắn, dù vậy cũng hơn xa thành giật bức vương quyết. Hai tuyệt học kinh thế nhất của thế tục này là tri chu thải thủy, một lứt đi được tới 4 năm mét. Tuy nhiên, hắn vừa mới bay, bay lên, đã gặp Diệp Húc nhảy lên không trung. Hai tay cầm một thanh đao cương dài trường hai trượng. Anh đào màu đen tinh khiết tràn đầy kinh diễm. Một tiếng sát đánh thoáng hiện lên. Ừng xà lập tức bị bẻ gãy mất một cái cánh. Cái cánh đổ tung làm nguyên khí mềm mồng bốn phía. Diệp phó kinh hãi muốn chết. Gã ngã xuống mặt đất. Ngành đón ánh đào đen xì trở mình quay cuồng vây hắn tại ở giữa diệp phúc cầm đào cương trong tay các loại chiêu thức triển khai kín không kẽ hở trong chớp mắt đã làm cho diệp phó thương tích đầy mình càng gây máu tươi đầm đìa hắn đổi giận gầm lên một tiếng cương ép đánh vỡ phong tỏa của đào cương nhanh chân chạy như điên chữa trị ưng cánh rồi lại bay lên trời vô sĩ có thể kiên trì chịu đựng như vậy sao diệp phúc ở sau truy đuổi bước chân hạ xuống giống như trầu điền pha chạm âm âm u u tốc độ không thể nghi ngờ là chậm hơn Diệp Phó nhiều. Ánh mắt của hắn tập trung vào Diệp Phó, trong lòng bất đắc dĩ. Nếu là giao thủ với đối tượng võ đạo đỉnh phong như Phương Trung Sơn, thì lúc này chỉ sợ đã chết trong tay hắn rồi. Mà vô sĩ này da dày thịt thô, còn nguyên khí hộ thể, chất lượng của nguyên khí còn hơn nhiều cường khí. Khi kiên trì chịu đựng đánh, thì ngay cả đào cương cũng không gì không phá nổi, cũng chỉ có thể tạo vết thương nhẹ cho hắn. Võ đạo đối phó với vô sĩ quả nhiên có chút bất lực tòng tâm. Xem ra ta chỉ có thể tăng tiến tới vũ sĩ, đem cương khí toàn thân chuyển thành nguyên khí, tu luyện vũ pháp mới có thể dẹp ngang được vũ sĩ cung cấp. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ, Diệp Võ trong lòng lúc này lại như có sóng to gió lớn. Diệp Húc theo sát phía sau hắn, căn bản không thể thoát khỏi. Bồi nguyên nhị phẩm và tiên thiên bá thể, tuy rằng chỉ kém hai cảnh giới, nhưng thực lực cũng cách biệt như trời như vực. Diệp ra mở phủ 300 năm qua còn chưa có tiền thiền võ đạo nào có thể đánh cho vô sĩ chạy trốn chật vật như vậy. Diệp Húc xuất hiện, có thể nói là một khác biệt, từ khi tiểu tử này bị phế tu vi tới nay, làm điên đảo lại kiến thức phổ thông của mọi người. Tuy rằng không thể thoát khỏi, nhưng hắn cũng không thể đuổi kịp ta, chỉ cần chạy trốn tới Diệp Phủ, ta sẽ không đò nữa. Nhìn thấy sông Thanh Thủy, tinh thần của Diệp Phó rung lên, hai cánh ưng xà của hắn triển khai nhảy qua sông đột nhiên một cỗ khói đen đón tới trước mặt của hắn trong chớp mắt biến thành một bộ xương khô màu đen thật lớn xuyên qua thân thể mà đi thân hình của diệp phó trong khoảnh khắc rơi xuống đất toàn thân máu thịt không cánh mà bay chỉ còn lại một tấm da người phiêu đáng rơi xuống mặt sông diệp phó vừa chết trong tấm da người đột nhiên dâng lên một tòa nhị tầng thiện thiện vô lượng tử kim lâu tòa tử kim lâu này không có chủ nhân đột nhiên rầm rầm một tiếng hóa thành một đạo linh quang tiêu biến trên không trung biến mất không thấy đầu nữa từ kim lâu vừa mới phân giải rầm rầm từ không trung rơi xuống đồ vật đều là những đồ cất chứa trong ngọc lâu vũ sĩ tử vong bảo tháp ngọc lâu được tiên đạo ban tặng cũng sẽ tiêu tan đây là kiến thức phổ thông nhất cảnh tượng này làm cho diệp húc cảm thấy màu cốt tùng thiên vội vàng dừng lại đứng bên bờ sông cao giọng nói tử mẫu quỷ viên à là diệp phan tiền bối sao không sai Diệp Phúc đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền tới ký thức âm u lạnh lẽo. Hắn vội vàng quay đầu, chỉ thấy một lão nhân bị trắng như mục, không có biết hiện ra từ phía sau hắn từ lúc nào. Tay của lão cầm bột cái cờ đen, đúng là người phụ trách võ bị các hồi ưng Diệp Phan. Bộ xương đen mở ra cái miệng rộng, hắn cắn tới một bóng người màu xanh, gào thét mà tới, bỗng nhiên chui vào trong cờ đen. Diệp Phúc nhìn thấy rõ ràng, bộ dáng của bóng người màu xanh giống hệt Diệp Phó, rất sống động tuy nhiên hình thể lại nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Vũ sĩ hồn phách, Diệp Húc dùng mình một cái. Diệp Phan liếm liếm môi, khóe miệng lộ ra nụ cười độc ác. Vũ sĩ sinh hồn, thật sự là đại bổ vật. Từ bộ bách quỷ phiền của ta thêm một sinh hồn vũ sĩ, uy lực lại có thể nâng cao thêm rồi. Diệp Húc trong lòng phát lạnh, cùng kính nói. Tiền bối vì sao không đi chủ trì võ bị cát, sao lại hiện ra ở chỗ này? Chủ trì võ bị cát sao? Diệp Phan hừ lạnh một tiếng rồi nói lần trước người trắc thí vũ sĩ bên trong võ bị các thất bại vì toàn bộ võ bị các diệp tư đạo lão hỗn đản kia bảo lão phụ ta không bảo hộ chu toàn khai trừ ta ra khỏi võ bị các giao cho người khác quản lý diệp ra một năm không có vài người có thể trở thành phù sĩ võ bị các cũng thành nhàn chính là bởi vì tiểu tử ngươi làm hại lão phụ ta chạy đông chạy tây diệp húc trong lòng căng thẳng thầm nhủ lão này không phải là muốn tìm ta báo thù đấy chứ nguy rồi nguy thật rồi Diệp Phan lòng lang giả dạ sói vì luyện chế một kiện vô bảo liền giết chết 99 đồng nam đồng nữ rút ra tình phách. Hiện giờ đã bị mất bát cơm ăn khẳng định hơn phân nửa tới tìm Diệp Húc mà muốn trả thù rồi. Nghĩ tới đây Diệp Húc không nói hai câu thúc giục cương khí bành ngọc lâu nhị tầng bên trong đan điền âm âm chấn động phá thể mà lao ra ong một tiếng thật lớn trở nên thật lớn vô cùng nó giống như một tòa ngọc sơn hướng tới đỉnh đầu của diệp phan mà áp chế Tuyết rằng diệp phan là một cường giả trong đội phủ gần với phủ chủ diệp tư đạo nhất nhưng khiến cho hắn khoanh tay chịu chết là không có thể nếu diệp tư đạo muốn giết chết hắn diệp phúc cũng phải liều chết mà vật lộn ông một tiếng ngọc lâu chấn động từng đạo sóng gợn màu xanh chụp xuống nơi diệp phan đang đứng hắn hiện giờ miễn cưỡng biết được một ít công dụng của ngọc lâu lục trường, bạch ngọc lâu chính là dùng loại sóng gợn màu xanh này mà cứng rắn đánh chết mỹ nhân giả diệp phan thực lực quá mạnh mẽ có được vụ bảo từ mẫu bách quỷ viên tu vi ở trong đội phủ cũng gần với diệp Tư đạo phù chủ nhất hơn nữa lão già này lòng lang dạ sói không có nguyên tắc ai cũng dám giết không kiêng để gì ai liệu châu vu hoàng thế gia tuy chẳng bị gọi là ma đạo tu tuyển cũng đã tầm pháp ma đạo nhưng lại không làm việc của ma đạo chân chính đi theo ma đạo không chuyện ác nào không làm chỉ có một mình hồi ưng diệp phan này bởi vậy, hắn vừa tấn công, liền xuất ra thủ đoạn mạnh nhất, vận dụng ủy lực của Bạch Ngọc Lâu. Thật ra, vừa rồi cùng Diệp Phó giao thủ, nếu người sử dụng toàn Ngọc Lâu này ngay từ đầu, Diệp Phan hẳn là sớm chết đi rồi. Diệp Phan nghe nhẹ nhàng vùng tay lên, Bạch Ngọc Lâu phát ra một tiếng đổ lớn, bị lão hất văng ra ngoài mấy chục mét. Trên mặt của lão lộ ra một chút tán thưởng, âm trầm cười nói. Tuy nhiên, người không có quá mức giải dột biết dùng đòn sát thủ mạnh mẽ nhất để đối phó với ta. Diệp Phúc chỉ cảm thấy một trường này của lão chụp lên trên bạch ngọc lâu, khiến cho tinh thần của mình rung động thật mạnh. Trong nháy mắt, cương khí chạy loạn, rốt cuộc không thể khống chế được ngọc lâu. Tọa bạch ngọc lâu nhanh chóng nhỏ đi, bỗng nhiên đi vào trong đan điền của hắn. Trong thời gian ngắn là không thể thúc giục nữa. Diệp Phan đồng bì trắng khẽ nhúc nhích, cương mặt trở nên đáng sợ, cười ha hả mà nói. Thật ra không cần kinh hoảng, nếu ta muốn giết người, người đã sớm chết rồi. Diệp Húc kinh nghi bất định, không biết lão kia có chủ ý gì. Tuy nhiên Diệp Phan nói không sai, nếu Diệp Phan muốn giết hắn, địch xác có rất nhiều cơ hội. Về phần vì sao Diệp Phan luôn có bộ mặt âm trầm thế này, có liên quan tới diện mạo của lão, cũng không phải cố ý cười nhe răng, độc ác mà dọa người. Diệp Phan thở dài nói, Diệp từ đạo, lão tiểu tử kia bị thương, sau khi bắt đầu lễ sản thú, liền bế quan chữa thương. Trước khi hắn bế quan, lão tiểu tử này tới cầu xin ta đi bảo vệ ngươi. Sau khi ngươi trở thành vũ sĩ, thì thay hắn phụ trách dạy bảo ngươi. Đó là một việc phiền toái, nhất là dạy bảo cái tên ngu rốt nhà ngươi còn phiền toái hơn nữa. Tuy nhiên, ai bảo lão phu đánh không lại hắn, miễn cưỡng phải chấp nhận rồi. Diệp Húc nghe thấy như vậy, trong lòng chợt ấm áp, hoa ra phụ chủ Diệp Tử Đạo vẫn không có buông tha kỳ vọng đối với hắn. Trong lòng của hắn đột nhiên giận tím mặt, Diệp Tư Đạo bảo Diệp Phan bảo hộ mình, nhưng Diệp Phan chưa từng tận tâm với trách nhiệm của người bảo vệ. Diệp Ly đuổi giết mình, Diệp Phan mới ở nơi nào? Làng yêu hồ yêu, đại khải sát giới thì lúc này lão ta ở đâu? Còn có Diệp Từ Manh, Diệp Phó, đám người tập kích vài lần, bảo bốn lần suýt toi mạng. Diệp Phan từ từng trợ giúp hắn một lần sau. Thật ra có phải trách ta không có ra tay cứu người không? Diệp Phan dường như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, lại nói, nhiệm vụ của lão phu là bảo vệ người khỏi chết, chỉ cần người không chết, lão phu xem như làm hết phận sự rồi. Nếu như ta chết, lão ra tay, tất cả đều muộn rồi. Diệp Phúc không có tức giận, lạnh lùng nói. Diệp Văn cười ngạo nghễ, có lão phu ở đây, người muốn chết cũng không chết được. Cái gì mà lang yêu hồ yêu, Diệp Tư Mạnh, Diệp Phó, loại này có tới cả trăm, cả nghìn đứa. Lão phu chỉ rung tay một cái là diệt sạch. Diệp Phúc trong lòng giận dữ, Diệp Văn nói đúng, thực lực của lão cao thầm, lăng yêu hồ yêu cái loại này nhiều tới giết nhiều ít tới giết ít nhưng còn mình thì sao lúc ấy chính mình bị đuổi giết vài lần cũng vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết thậm chí có khi tâm sinh tuyệt vọng nghĩ tới mình không thể còn sống mà đi ra diệp húc có thể sống tới bây giờ là dựa vào chính mình liều mạng mà giao tranh còn có một chút may mắn ở trong đó không có nửa điểm quan hệ với diệp phan kia bởi vậy trong lòng hắn không có cảm kích chỉ có phẫn nộ mà thôi Thật ra, Diệp Tư Đạo lúc trước yêu cầu ta bảo vệ cho ngươi, thẳng tới khi ngươi trở thành phù sĩ. Hiện giờ ngươi đã tu luyện tới tiền thiên bá thể, có thể trở thành phù sĩ bất cứ lúc nào. Như vậy Đạo Phu liền dạy bảo ngươi một ít thủ đoạn cơ bản của phù sĩ nha. Diệp Phan nói tới đây, liếc hắn một cái, chỉ thấy Diệp Húc lúc này đã tĩnh tầm lại, đem sự không vui trong lòng vứt bỏ đi hết, lặng lặng nghe lão nói, trong lòng tán thưởng không thôi. Đã vừa rồi nói như vậy, sở dĩ muốn chọc giận Diệp Húc, xem tâm tính của hắn như thế nào. Diệp Húc có thể từ trong vận độ tỉnh táo lại, kiềm tốn xin chỉ bảo, chỉ điểm này đã vượt qua đại đa số mọi người rồi. Lão thực sự muốn cho Diệp Húc vẫn độ thêm chí nữa cũng không có gì đâu. Kỳ thực hồ yêu, làng yêu xuất hiện ở hắc khổ lĩnh là do lão đi tới ưng sầu giản bên cạnh đuổi tới đấy. Diệp Phàn có dụng ý muốn gia tăng một ít tồi luyện cho Diệp Húc. Thật không ngờ hai tinh quái này giết chết nhiều đệ tử tổng thất của phù hoàng thế gia như vậy nếu việc này bại lộ truyền ra ngoài khẳng định lão sẽ lọt vào tuổi giết của tam đại phù hoàng thế gia tất cả vụ pháp đều là từ nguyên thần thúc giục quyền khí tiến hóa ra pháp thuật thật ra người biết không nguyên thần từ đâu tới đây không hả diệp phúc suy tư cẩn thận nghi hoặc rồi nói nguyên thần ư không phải mỗi người vừa mới sinh ra đã có nguyên thần rồi sao diệp phan gật đầu nói đại đa số mọi người đều là nói như vậy. Nhưng những lời này có đúng có sai. Mọi người nguyên thần đều là những tồn tại mạnh mẽ tới cực điểm ở man hoang sau khi chết lưu lại tinh hồn. Truyền thuyết, thời kỳ man hoang trong thiên địa tồn tại một kiện vụ bảo uy lực vô cùng tên là lục đạo luân hồi, trường quan thiên hạ sinh linh luân hồi sinh tử. Sau đấy không biết vì cái gì, vụ bảo này bị đánh nát, từ sau không còn tồn tại lục đạo luân hồi nữa. Những cường giả man hoang này sau khi chết tinh hồn tan biến, rơi rụng tới trời đất. Bất luận sinh đình nào, chỉ cần dính một mảnh vỡ tinh hồn, trong cơ thể sẽ gặp được nguyên thần mô tả lại bản thể của cường giả man hoang. Nguyên thần này, suy yếu không chịu nổi, chỉ có luyện tới võ đạo tiên thiên, nguyên thần mới đủ hùng mạnh, kết nối thiền đạo, đạt được kế thừa. Sau thế hệ sinh ra này, thì những tinh hồn phân giải rơi rụng tới các nơi trên thế giới, hình thành một tuần hoàn lớn, sinh sôi không thôi, bởi vậy, mọi người vừa sinh ra đã có nguyên thần. Đây là bởi vì nguyên thần khởi nguyên của nguyên thần. Diệp Phúc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Thời kỳ man hoang, không ngờ có loại vụ bảo kỳ lạ lục đạo luân hồi này, thống trị các loại sinh mạng đưa vào trong luân hồi. Loại vụ bảo này nghe mà rợn cả người. Kỳ thực lời của Diệp Phan cũng không tính là bí mật gì mới cả. Chẳng qua thời đại man hoang đã quá xa xôi rồi. Có rất ít người còn đề cập tới chuyện kỳ thời kỳ đó. Bởi vậy, Diệp Phúc vẫn không có nghe qua việc này. Diệp Phủ, ngoài trừ Diệp Tư Đạo ra, những người khác hết thảy đều là đồ ngu, là heo, là phế vật. Những người này ngay cả nguyên thần cũng không hiểu rõ. Nghĩ tới chỉ cần tu luyện vũ pháp, điền là vô địch thiên hạ. Sai lầm, sai lầm hết thảy rồi. Diệp Văn cười lạnh rồi nói, nguyên thần độ trọng yếu của nó vượt xa qua tưởng tượng của các ngươi, đem nguyên thần ký thác ở vũ pháp, thậm chí là võ đạo uy lực to lớn người không thể tưởng tượng ra được. Nếu là người đang nguyên thần ký thác bên trong võ đạo, một quyền có thể giết chết Diệp Phó là vừa rồi. Lúc nãy, nếu người ký thác nguyên thần ở bên trong ngọc lâu, ta muốn đánh tan nguyên khí của ngươi, ít nhất cũng phải sử dụng lực đạo gấp đôi. Hiện giờ, ta truyền thụ cho ngươi loại tâm pháp thực chiến thứ nhất, nguyên thần ký thác thuật. Ta chỉ nói một lần thôi, ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì xem ở tư chất cá nhân của ngươi. Diệp Húc trong lòng rùng mình. Hắn từng nhìn thấy nguyên thần ký thác thuật ở trong vũ khố. Môn tâm pháp này có thể đem nguyên thần ký thác vào trong vũ khí, uy lực tăng đến gấp bội. Hắn đúng là có ấn tượng không sâu với môn tâm pháp này. So sánh với tâm pháp của hắn, nguyên thần ký thác thuật có vẻ đơn điệu, cũng không thực dụng lắm, còn so với lợi hại bằng những tâm pháp khác. Mà nghe giọng điệu của Diệp Phan, thì môn tâm pháp này cực kỳ quan trọng, là bài học bắt buộc của vũ sĩ diệp phan gắn từng tiếng đem nguyên thần ký thác thuật hoàn chỉnh ngầm ngà ra diệp húc nghe thấy thế vội vàng dùng tâm linh mà lắng nghe ghi nhớ hắn cũng không phải ghi nhớ nguyên thần ký thác thuật toàn bộ mà dùng tâm lý giải ý tứ trong những thiên kinh văn đó chỉ cần biết nguyên lý bên trong đó có nhớ kinh văn hay không đối với hắn mà nói chỉ là râu ria bên ngoài mà thôi diệp phan đem nguyên thần ký thác thuật ngầm ngà xong cũng không giảng giải áo nghĩa của kinh văn trong đó lặng lặng đứng nguyên một chỗ, nét mặt giả đù âm trầm. Diệp Phúc nhăn mặt nhăn mày, cẩn thận suy tư ảo diệu bên trong kinh văn, cố gắng đem loại tâm pháp này hiểu cho rõ. Cũng lĩnh ngộ trong lòng thật là sâu sắc. Qua thật lâu sau, hắn từ từ phun ra một ngụm trọc khí. Nguyên thần ký thác thuật là một loại tâm pháp đem nguyên thần ký thác ở trong trần khí, cường khí, nguyên khí, vũ bảo, vũ khí cùng với những pháp môn khác có thể ngự khí khống chế vật. Diệp Húc từ khi nhận thức được nguyên thần của mình bên trong võ bị các tới nay, đúng là vẫn chưa hiểu hết được công dụng của nguyên thần. Sau khi trùng tu võ đạo tiền thiền cũng không phát hiện ra nguyên thần của mình rốt cuộc ở nơi đâu. Hắn hiện giờ mới rõ, hóa ra nguyên thần của mọi người đều giấu ở trong bi tâm, trong một cái khiếu huyệt tên là tử phủ. Tử phủ cũng là cùng bảo mệnh, ấn đường, thiên đình và đan điền đối ứng với nhau tạo thành một huyệt khiếu trong đan điền chất chứa chân khí nguyên khí mà mi tâm tử phủ lại dựng dục ra nguyên thần và tinh hồn trong truyền thuyết thiên đình là nơi của thần minh nguyên thần ở trong thiên đình là đương nhiên môn tâm pháp này không thể coi là rườm rà so với cửu chuyển nguyên công và trù thiền tình đấu luyện khí thuật thì quả thực đơn giản hơn nhiều ý thức của hắn buông xuống bên trong tử phủ trước mắt đột nhiên trở nên vô cùng trống trải bên trong tử phủ của hắn có một tòa cung điện vậy cao nhập trời cao, hạ nhập hoàng tuyền, hình như là dạng lâu, giống không biết có bao nhiêu tầng. Bên trong mệnh cung cũng không có vật gì khác, chỉ có một gốc cây cổ mộc che trời, lơ lửng trung tâm tự phủ, cành lá rung xuê, vô số những dây leo từ bên trên chậm rãi rù động, làm cho người ta có một loại cảm giác như mộng như ảo. Đây là nguyên thần của hắn, nguyên thần vũ sĩ, người ngoài không thể thấy rõ, chỉ có thông qua tâm nhãn mà nhìn được, hay là tu luyện tới cảnh giới trong truyền thuyết, nương luyện quyền thần thành giống như thực chất vậy tuy nhiên người có thể tu luyện tới bước này thiên hạ ít có nhân vật như vậy diệp húc cũng không từng nghe thấy qua hắn thử thúc giục nguyên thần ký thác thuật chỉ thấy cổ thụ chậm rãi chuyển động nó từ từ phủ đi ra càng lúc càng lớn cuối cùng biến thành giống như người hắn vậy dùng hợp chặt chẽ với thân thể của hắn trong đáy mắt hắn cảm thấy thân thể của mình trở nên vô cùng mạch lạc cơ thể cốt cách kinh mạch gần mạch cường như đã được một lực lượng vô tận nào đó rót vào. Cường khí của hắn dường như có được sinh mệnh, sinh động linh động, cường khí phát ra không khí, dường như thêm vô số xúc tu, thậm chí tạo thành những chấn động nhỏ trong không khí. Hắn mở tỏ mắt, cảm giác dường như được phóng đại vô số lần, trước mặt hết thảy sự vật đột nhiên trở nên vô cùng tươi sống, rõ ràng có thể nhìn thấy con cá đang bơi dưới những mạch nước ngầm, nhánh cây bền cười đang hô hấp phun ra dòng khí thậm chí còn những bào tử thật nhỏ trong không khí. Loại cảm xúc này trước đó chưa từng có, chỉ có thể dùng nguyên thần mà nhìn được, dùng nguyên thần và cảm giác được. Đây là diệu dụng của nguyên thần ký thác mang tới. Diệp Hùng đi tới bên sông, một trường chụp xuống mặt nước. Một trường này của hắn chụp xuống, cơ khí nhảy vào trong nước, chỉ tới mặt nước bị đổ tung từng đạo cột nước, âm ầm không dứt, từ dưới chân hắn kéo dài tới bờ bên kia sông Thanh Thủy giống như có mười mấy cái hỏa dược mai phục trong mặt nước, lần lượt bùng nổ. Trường lực của hắn có thể đánh ra xa hơn 30 mét, đúng là khống chế cương khí ngày càng thuận buồm xuôi gió. Diệp Phúc trong lòng vừa mừng vừa sợ, trao ra sự tự tin thẩm nghĩ. Quyền thần ký thác vào trong cường khí, thực lực của ta đích xác được tăng lên gấp bội. Đục trước cường khí của ta chỉ có thể làm cho Diệp Phó bị thương nhợt nhạt, hiện tại đủ có thể cắt đầu hắn được rồi. Diệp Phan đứng bên người của hắn, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nguyên thần ký thác thuật cũng không tính là quá sâu sắc, huyền bí thế nào. Nhưng mà muốn nắm giữ được buồn tâm pháp này cũng không dễ dàng gì. Lục trường lao tù luyện tâm pháp này tiêu phí mất gần hai tháng thời gian. Mà Diệp Húc lại không ngờ không tới một canh giờ. Diệp Phan chậm rãi vút vút cằm, ngạo nghệ nói. Thật ra từ chất chỉ kém lão phùng một tí xíu thôi. Tuy nhiên cũng coi như là không tồi rồi. Diệp Húc gật đầu nói. Tiền bối tư chất hơn người, tiếp bảo tự nhiên không theo kịp. Diệp Văn mặt không đổi sắc, thân sắc thản nhiên tiếp nhận khen tặng của hắn mà nói. Nguyên thần kỹ thác thuật của ngươi còn cần tiếp tục tù luyện. Đợi khi người trần chính luyện cương thành nguyên, trở thành bồi nguyên nhất phẩm tù sĩ, ta truyền cho ngươi vụ pháp khác, người hãy trở về đi. Diệp Húc thì lễ, đạp sóng mà đi, sau lưng dường như truyền tới thanh âm như có như không của Diệp Phan, tên biến thái. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão già kia nhỏ miệng nói cái gì đó, không biết đang mắng chửi cái gì. Diệp Phúc trong lòng thầm nghĩ, Diệp Phan không biết đang mắng ai, hình như là luận biến thái. Ở Liễu Châu Thành còn có ai biến thái hơn lão sao, không ngờ dùng tinh hồn vù dĩ tế luyện ra vù bảo. Sau khi rời khỏi nơi ấy, Diệp Phan lại lâm vào trầm tư, lẩm bẩm nói. Được bên cạnh đầm nước hắc học lĩnh, ngọc lâu của hắn rõ ràng chỉ có một tầng, là nhất tầng Úc Đan vô lượng bạch ngọc lâu vì sao hôm nay lại biến thành nhị tầng thiện thiện phù lượng bạch ngọc lâu chẳng lẽ thất tầng thất tình thành quang hàn ngọc lâu mặc dù bị tổn hại nhưng cũng có thể trưởng thành lão suy nghĩ trăm lần cũng không tìm ra lời giải đáp loại chuyện này với hiểu biết của lão cũng chưa từng nghe qua thật ra trong võ bị các ta kiểm qua thân thể của ngươi lấy kiến thức của ta mà kết luận ngươi không có khả năng chữa trị không chỉ tới vài ngày nhưng ngươi lại có thể đứng lên nhảy đi giết người còn có thể là có được một tòa ngọc lâu, có thể trưởng thành được. Xem ra bí mật trên người của người cũng không ít đấy. Trở lại đội phủ của Diệp xa Diệp Phúc em nguyên thần ký thác thuật, cẩn thận cân nhắc một phen. Hắn đúng là càng thấu triệt, cùng thể ngộ nguyên thần ký thác thuật, càng cảm giác được suy nghĩ của tiền nhân quá vì diệu. Thân thể con người cũng thật là kỳ diệu. Nếu hắn không tiếp xúc với tâm pháp này, như thế nào có thể dự đoán được bên trong tử phủ lại có nơi huyền diệu như thế? làm sao biết được nguyên thần ở nơi này? Diệp Húc đem nguyên thần ký thác thuật, lặp đi lặp lại, tù luyện mấy lần, phát hiện ra càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lúc này mới buông thà môn tầm pháp ấy để tù luyện chủ thiên tình đấu, luyện khí thuật cùng cửu chuyển nguyên công. Nguyên thần ký thác thuật tuy rằng là vì diệu, nhưng tù vì mới là căn bản của vũ sĩ. Hắn bây giờ còn chưa có trở thành vũ sĩ, phải càng sớm đem cương khí hóa thành nguyên khí mới xem như tiến vào cánh cửa vũ sĩ hắn đầu tiên vận chuyển chu thiền tình đấu luyện khí thuật hai tay hóa thành từng đạo pháp ấn tiếp dẫn chu thiên tình lực lấy tướng tình lực luyện hóa thành cương khí tan điền lập tức hướng lên tu vi nhanh chóng kéo lên cùng lúc đó diệp phúc bắt đầu vận chuyển cầu chuyển huyền công tâm pháp tầng thứ bốn đem cương khí trong cơ thể chậm rãi chuyển hóa thành nguyên khí chỉ cần đem tất cả cương khí chuyển hóa thành nguyên khí hắn thành công bước vào lĩnh vực vũ sĩ trở thành bồi nguyên nhất phẩm vũ sĩ chỉ có trở thành vũ sĩ, địa vị của hắn ở Diệp Gia mới hoàn toàn có thể củng cố xuống dưới. Cho dù là cao tầng nội phủ muốn đối phó với hắn cũng phải suy nghĩ lại. Trong đan điền, cường khí của hắn bắt đầu ngừng tụ, hóa thành nguyên khí màu trắng nhũ. Diệp Húc chăm chú nhìn vào đan điền, chỉ thấy đan điền của hắn lúc này so với trước chẳng khác nào một trời một vực. Trước đây thương binh chân khí trong đan điền của hắn giống như một biển mây mù, mà lúc này thương binh chân khí đã biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là nguyên khí vô cùng tinh thuần, mãnh liệt như lửa, lơ lửng trong đan điền giống như một biển lửa, liệt diễm màu trắng quay cuồng xung quanh. Toàn nhị tầng bạch ngọc lâu vững vàng chiếm vị trí bên trong biển lửa, tản mát ra phong cách cổ xưa. Ngọc lâu rất nhỏ chấn động, dường như hoàn cảnh này làm cho nó cực kỳ vừa lòng. Đột nhiên Diệp Phúc chú ý tới một hiện tượng, nguyên khí trong đan điền mà hắn cực khổ chuyển hóa không ngờ biến ít đi rất nhiều, gần như trong vài lần hô hấp Điện biến mất không thấy tầm tích đâu nữa. Trong lòng của hắn hồi hộp, không xong rồi, rốt cuộc cũng có vấn đề rồi. Hắn đem đòn lửa tu vi bản thân, chuyển hóa thành nguyên khí. Không nghĩ tới nguyên khí không ngờ biến mất trong hư không, nửa điểm cũng không còn tồn tại. Chẳng lẽ chu thiên tình đấu luyện khí thuật mà cưu chuyển nguyên công thật sự là có xung đột, không thể đồng thời tu luyện. Diệp Hục trấn định tâm thần, lại bắt đầu thúc giục tâm pháp tứ chuyển của cưu chuyển nguyên công, cẩn thận quan sát mới phát hiện ra vấn đề, nhẹ nhàng thở ra. Nguyên khí của hắn cũng không phải là biến mất, cũng không phải là chủ thiên tinh đấu luyện khí thuật với cầu chuyển nguyên công xung đột, mà là hắn vận chuyển nguyên công, chuyển cương khí thành nguyên khí. Nguyên công đồng thời cũng rút ra nguyên khí, dùng để cải tạo thân thể cho hắn. Tốc độ hấp thùng nguyên khí của cầu chuyển nguyên công là cực nhanh. Hắn luyện hóa bao nhiêu nguyên khí, nguyên công liền cắn nuốt từng đó nguyên khí, thế cho nên trong đàn điền hắn không có nửa điểm nguyên khí khuyết điểm của một công pháp này suốt cuộc cũng đã bị lộ ra ngoài rồi. tăng ngược lại muốn nhìn xem người có thể cắn nuốt được bao nhiêu nguyên khí đây. Diệp hùng cũng chưa từng từ bỏ ý định tiếp tục đem cường khí chuyển hóa thành nguyên khí. Xong được canh giờ qua đi, tất cả tu vi của hắn chuyển hóa hết thành nguyên khí, không ngờ bị cửu chuyển nguyên công hấp thu hết thảy, không giọt một giọt dư thừa. Cường khí của hắn cực kỳ hùng hậu, nếu như toàn bộ chuyển hóa thành nguyên khí, ở trong bồi nguyên nhất phẩm tu sĩ cũng đã được xưng là một nhân vật. Nam Ngơ dùng cửu chuyển quyền công mà nói, điểm ấy, quyền khí, khẽ vô cùng nhát kẽ răng cũng không đủ. Hiện giờ hắn còn không có đạt tới cảnh giới bồi nguyên nhất phẩm vũ sĩ, nhưng không có bất luận tu vi gì. Chỉ luận tu vi, hắn còn không bằng tiểu hài tử vừa mới tu luyện trần khí. Môn tâm pháp này chính là cái động không đáy. Hắn trong lòng hoảng sợ, nóng này hung tợn nói, ta cũng không tin lấy tốc độ tu luyện của chủ thiền tình đấu luyện khí thuật còn công làm đầy được ngươi. Diệp Húc hai tay ấn trưởng pháp thiền biến vạn hóa, dắt từng đạo chu thiền tinh lực trong trời đêm. Tinh lực bị chu thiền tinh đấu luyện khí thuật kéo vào trong cơ thể, trực tiếp chuyển hóa thành nguyên khí tiền địa. Chu thiền tinh đấu nhồ cao chiếu rọi, chẳng phân biệt ngày đêm. Chu thiền tinh lực cũng bởi vậy mà lớn lên vô biên. Nó khiến cho tốc độ biến thành nguyên khí cực kỳ kinh người. Tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh không thể tưởng tượng vượt xa mọi vũ sĩ khác. nhưng dù vậy, chủ tiên tình đấu luyện khí thuật cũng chỉ nhanh hơn tốc độ cắn nuốt của cửu truyền nguyên công một chút mà thôi. điểm ấy, nguyên khí gần như nhỏ bé không đáng kể. cửu truyền nguyên công giống như dị thú thao thiết thời thượng cổ vậy, cắn nuốt nguyên khí có vào mà không có ra. hắn tu luyện từ sáng tới tối muộn, lại từ tối muộn tới sáng, môn công pháp này vẫn không có ý tứ ăn đủ. tuy nhiên diệp Húc không phải là không có thu hoạch đan điền của hắn cuối cùng cũng tích tụ được một chút nguyên khí, đại khái tương đương với một phần trăm của toàn bộ tu vi hắn trước kia. Lấy tốc độ tu luyện thế này, nói cách khác, hắn luyện hóa ba tháng mới có thể khôi phục lại tu vi lúc trước. Diệp Phúc cẩn thận tính toán một chút, cho ra một cái kết luận khiến người ta tuyệt vọng. Nếu hắn muốn tu luyện tới bồi nguyên nhị phẩm, phải hao phí 10 năm khổ công. Những người khác trở thành vù sĩ, từ chất tốt nhất, một năm tu luyện tới bồi nguyên nhị phẩm, mà hắn lại cầm cả mười năm. Nếu ta lấy kiều kiều, mười năm nay chỉ sợ con của ta cũng có thể tù luyện võ đạo tiền tiền trở thành vũ sĩ rồi. Kỳ thực hắn cũng không biết, Diệp Phùng mở ra ba trăm năm nay, không biết có bao nhiêu người ý muốn tu luyện cửu chuyển nguyên công đều không có ngoại lệ bị bồn tầm pháp này làm cho ngã một cú đào đớn. Bọn họ tu luyện cửu chuyển nguyên công không chỉ không thể gia tăng tu vi, ngược lại, tu vi đột nhiên hạ xuống, thậm chí ngay cả vị tổ tiên mở ra Diệp Phủ cũng không phải ngoại lệ. Diệp Húc tu vi không hạ xuống mà tăng lên, tuy rằng tăng lên rất ít, nhưng là trường hợp đặc biệt trước này chưa từng có. Việc này toàn bộ phải dựa vào tốc độ tu luyện khủng bố của chủ thiền tình đấu luyện khí thuật. Nếu không có chủ thiền tình đấu luyện khí thuật, Diệp Húc cũng chỉ có thể cả đời làm bồi nguyên nhất phẩm vô sĩ. Diệp Húc có lòng vứt bỏ môn tâm pháp này, trong lòng lại có chút không nỡ. Hắn luyện cầu truyền nguyên công tới tam chuyển, có thể cứng rắn nhận vụ pháp của Diệp Phó, ưng xả sóng kích. Phải biết rằng Diệp Phó là bồi nguyên nhị phẩm vũ sĩ, bồi nguyên nhị phẩm là tiền thiện bá thể và cái nào hào rộng không thể vượt qua được. Hắn có thể ở dưới vụ pháp của bồi nguyên nhị phẩm mà lông tóc không bị tổn thương, thậm chí đánh cho Diệp Phó chạy trối chết. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Đây quả là vượt khỏi kiến thức phổ thông của mọi người. Nếu đem cầu chuyển nguyên công nhất trọng tâm pháp luyện thành toàn bộ cầu chuyển, ngừng kết ra kim thân, Diệp Húc thậm chí còn hoài nghi mình có thể cứng rắn ngạnh kháng với vụ bảo nữa kìa. Tác dụng của môn công pháp này to lớn khiến cho hắn không khỏi động tâm một chút. Ta cứ thử tu luyện đã, nếu là cầu chuyển nguyên công thật sự cần 10 năm mới khiến cho ta bước vào bồi nguyên dị phẩm. Như vậy ta dùng môn tâm pháp này có huyền diệu tới mấy cũng phải bỏ qua nó thôi. Hắn quyết định đem khiếm khuyết của cửu truyền nguyên công ném ra sau đầu, chuyên tâm tu luyện. Hắn tuy rằng đã trở thành bồi nguyên nhất phẩm phù sĩ, nhưng tu vi nguyên khí thực sự thấp kém tới mức đáng thương, căn bản không đủ để sử dụng một chiều vụ pháp, bởi vì hắn chỉ có thể tạm hoãn việc đi tìm Diệp Phan học vụ pháp mới. Diệp Húc bế quan tĩnh tu, trong lúc đó nội phủ phái người tới hỏi lai lịch Ngọc Lâu của hắn. Hắn dùng lý do thất tinh hàn Ngọc Lâu do thiền đạo ban tặng còn chưa đập nát hoàn toàn, xót lại một chút lấy cớ này rồi đuổi đi về văn diệp phó chết như thế nào đội phủ dường như không biết về chuyện này thậm chí không biết có người này tồn tại là bình thường ngay cả diệp tư mẫn cũng không hỏi qua nơi hạn lạc của diệp phó việc này cứ như vậy mà không cần giải quyết đây là bởi vì diệp phan đã thả ra tin tức diệp húc có lão bảo hộ nếu như không mặc dù diệp húc đã thành vô sĩ đăng ký ở diệp ra cũng khẳng định là có không ít phiền phức Thực lực của Diệp Phan gần với phủ chủ Diệp Tư Đạo, tính tình thì quái dị, hợp một tí liền ra tay giết người. Thậm chí ngay cả cao thủ thế hệ trước của Diệp Phủ cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với lão, càng đừng nói là Diệp Tư Mãnh hay Diệp Tư Manh. Diệp Hùng và Tô Kiều Kiều cùng nhau sống cuộc sống tạm ổn, bên người có bốn nha hoàn hầu hạ cũng vui vẻ vô cùng. Thiếu ra, huyền minh chân khí của đô tỳ tu luyện tới tứ trọng rồi. Tô Kiều Kiều chắp tay sau lưng, sôi nổi, vây quanh hắn chạy vài vòng hưng phấn vạn phần nói diệp húc gật đầu thân thể thủy đức Cộng công có tốc độ tu luyện nhanh như vậy đó là chuyện đương nhiên rồi nửa tháng cuối cùng qua đi nhát đầu lại vây quanh hắn sồi nổi thiếu ra nội tỳ tới ngũ trọng rồi diệp húc khóe miệng run rẩy tốc độ này thực sự quá nhanh nhanh làm cho người ta phải hết cả hồn đặc thù về thể chất quá may mắn tu luyện nhanh tới vậy sao hiện tại rốt cuộc hắn cũng nghiệm ra cảm giác làm cho người khác khiếp sợ chết lặng, mà trong dĩ vãng, hắn làm cho người khác phải như vậy đấy. Lại qua ba bốn ngày, Tô Kiều Kiều đi tới bên cạnh hắn, còn trước kìm bờ miệng, Diệp Phúc đã đỡ đẫn nói, Kiều Kiều, huyền bình trần khí của người đã tới lục trọng rồi sao? Không phải đâu thiếu gia, bên ngoài có một lão nhân hùng hãn lắm, nó là thiếu gia phải đi ra ngoài thấy lão. Diệp Phúc nhẹ nhàng thở ra, nếu Tô Kiều Kiều thật sự có thể trong ba bốn ngày luyện huyền minh chân khí tới lục trọng như vậy hắn thực sự chết lặng rồi lão nhân hùng hạn ư chẳng lẽ là hồi ưng diệp phan diệp phúc đi ra khỏi cửa chỉ thấy diệp phan cầm tử mẫu bách quỷ phiên đứng trước cửa mỗi ưng ánh mắt hung ác vô cùng thế thế nào cũng không phải là một người tốt gì cả khó trách tô kiều kiều nói lão là lão nhân hùng hãn diệp phan tiền bối quả thực còn kém một chút thật ra người đã trở thành vũ sĩ sao thật sự rồi, đi theo ta. Diệp Văn không nói hai câu, lúc này chống đại phiền đi tới sâu bên trong đội phủ. Diệp Húc bước nhanh đuổi kịp mà nói, Này tiền bối, ta mới tù luyện tới bồi nguyên nhất phẩm cảnh giới mà thôi, chỉ sợ còn không thể tù luyện vụ pháp, có thể thư thả mấy ngày có được không? Diệp Văn dừng bước chân quay đầu lại nói, Người muốn thư thả mấy ngày hả? Bà, bốn, năm, Diệp Húc dò hỏi một chút nếu bà bốn năm cũng không thể giải quyết được vấn đề khiếm khuyết của câu chuyện nguyên công, như vậy chỉ có thể phế bỏ môn tâm pháp này thôi. Diệp Phan giận tím mặt, từ bộ bách quỷ viên cắm mạnh xuống mặt đất, lập tức thổ địa dưới chân nứt nẻ ra trong phạm vi hơn 7 mét, lớn tiếng nói, bà bốn năm ư, Lạc Phu có thể sống tới mấy cái bà bốn năm hả? Bớt nói xàm đi, Lạc Phu chỉ phụ trách truyền thụ vô pháp cho người, quản đếch gì người học được hay không học được chứ, người không muốn học cũng được, trên lúc người muốn học là phù không dạy nữa. người chỉ có thể tự mình đi tìm tài liệu, đổi lấy cơ hội tiến vào vu khố đi. Diệp Húc bất đắc dĩ, có trách lão già này trong Diệp Phủ không có nhân duyên gì. Tính tình của lão như vậy, gần gũi cũng còn khó, chỉ sợ người chết cũng không dám tiếp cận lão. Thưa tiền bối, chúng ta là phải đi đâu đây? Nội phủ vù tu đường. Diệp Húc trong lòng cả kinh, nội phủ vu tu đường là nơi phù sĩ nội phủ tu luyện phù pháp và luyện bảo đường đổi danh loại địa phương này người bình thường căn bản không dám tiến tới chỉ có vũ sĩ trung tâm mới có tư cách ấy mặc dù trước tới giờ hắn vẫn là thiên kiều trì tử của diệp Gia, nhưng cũng không có tư cách đi vào nơi này thậm chí tới gần cũng không được đội phủ vô thu đường tọa lạc tại vị trí trung tâm của diệp phủ đây là một tòa đại điện khí thế to lớn ngoài điện có tám vũ sĩ gác cửa phòng vệ rất xâm nghiêm diệp húc nhìn lại một kích chim sẻ bay ngang trên không trung đại điện nghĩ muốn hạ xuống nghỉ tạm. Trong đó, một vũ sĩ đột nhiên nâng tay lên chụp vào hư không. Con chim sẻ bị trường lực của hắn nghiền nát thành thịt, lập tức hừng hực bốc lên khói lửa, ngay cả bụi cũng chẳng thấy đầu nữa. Diệp Phan đúng là làm như là không nhìn thấy vũ sĩ kia, ngẩng đầu ưỡn ngực, xoài bước đi vào trong vu tu đường. Diệp Húc đi theo sào lão, đánh giá chung quanh. Chỉ thấy vô tu nội đường khắp nơi đều là những bức tượng điều khắc bằng đồng thau, hình người màu xanh Đèn bộ dáng cũng chẳng là pho tượng của một vũ sĩ trên bức tường phía sau lưng của tượng điều khắc thì viết một loạt tên phù pháp diệp húc một đường nhìn xem trong lòng khiếp sợ vạn phần ưng xà song kích kim hủy đại lực thần thông thành rào cửu kích lòng xà hợp kích đại diễn thiền kiếm thuật tất cả phù pháp trong phù cố chỉ sợ đều ở nơi đây pho tượng làm ra đủ loại thái độ quái dị vô cùng đây là hình thái của ưng xà song kích Diệp Húc ánh mắt híp lại, chú ý tới một đoàn mây trôi đều khắc trên đỉnh đầu của pho tượng. Bên trên mây trôi có một con thanh lân ưng trảo đang đứng. Nhìn xuống toàn điều khắc này, phía trên ưng trảo nhiều ra thêm một nửa thân hình ưng xà. Mặt sau điều khắc, ưng xà ngày càng đầy đủ, thậm chí có một tòa điều khắc bộ vị đan điền dài ra một cái đuổi rắn. Tới một tòa điều khắc cuối cùng thì đã tiến vào tới đầy đủ ưng xà, trông rất sống động, giống như loại ưng xà thượng cổ dị trùng chân chính dáng lầm vậy. Tuy nhiên, ưng xà điêu khắc, một màu xanh trong suốt, lục vùng ngũ tạng bên trong cơ thể, mạch máu, các loại bộ phận đều có thể nhìn thấy rõ ràng, giống như một thân hình máu thịt bình thường vậy. Trong vụ tù đường, đại khái có hơn 10 vị nội phủ cao tầng, ngồi ngay ngắn ở tại trước một bức tượng điêu khắc. Ánh mắt của họ chăm chú nhìn vào pho tượng, một bộ dạng như gì như mê, nghiền gặp áo nghĩa của vụ pháp. Vài vị thúc bá ở trong này cả còn con cú thúc tổ nữa. Diệp Phúc nhìn về phía một lão già tóc trắng xóa, ngồi bên dưới bức tượng điều khắc, trong lòng cả kinh lập tức tỉnh ngộ ra. Vu tu đường không phải là truyền thụ vu pháp, mà là dạy bảo phù sĩ phải tu luyện vu pháp như thế nào. Điều khắc này đại biểu cho quá trình nguyên khí tiến hóa thành vu pháp. Hắn rất nhanh hiểu được tác dụng của những bức tượng điều khắc này. Ưng ừ xà, kim hủy, thanh dao, lòng, những yêu thú dị trùng mạnh mẽ, phi thường có hạn, Dị thường mạnh mẽ, người bình thường căn bản không thể nhìn thấy. Nếu không có gặp qua loại yếu thú này, tu luyện vô pháp tương ứng liền không thể biến hóa nguyên khí ra các loại hình thái của yếu thú. Bởi vậy tu luyện vô pháp chỉ là một cái xác không hồn, hoàn toàn không có uy lực. Diệp gia tuy rằng là vù hoàng thế gia lớn nhất liễu châu thành, nhưng dựa vào thế lực diệp gia cũng không thể bắt giữ được những yếu thú ấy để cho vụ sĩ quan sát hình thái ý vị của chúng. Bù tu đường tạo hình nhiều điều khác như vậy, bởi vì muốn người sau tiến vào đây xem điều khắc, nghĩ ra phù pháp tương ứng. Những bức điều khắc này hẳn là không thể hoàn toàn khắc ra được thần vận của dị trùng yêu thú. Mặc dù mượn, có thể mượn những điều khắc này mà tu luyện phù pháp, chỉ sợ cũng chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng uy lực chân chính của phù pháp cũng sẽ bị suy yếu đi nhiều. Diệp Phúc thẩm nghĩ, hắn cũng biết tổ tiên Diệp ra, sợ dĩ làm như vậy cũng là cử chỉ bận đặc dĩ. Trước không nói tới ưng xà, kim hủy, thanh sao, mấy loại yêu thú khó tìm này. Mặc dù có duyên tìm được, nhưng yêu thú này, Diệp ra xuất động tất cả, chỉ giờ cũng không phải là đối thủ, chỉ có kết cục toàn quân bị diệt mà thôi. Diệp Văn đi vào trung tâm của vụ tu đường, đại phiền cắm mạnh xuống đất, nhíu mày quát. Lão phù hôm nay ở trong này truyền thụ vụ pháp, người không có phận sự, tất cả đều cút hết cho ta. Lời vừa nói ra, lập tức một mảnh ổ lên, ngay cả Diệp hút trong lòng cũng có chút lo sợ. Nơi này là vu tu đường trọng yếu nhất của Diệp Gia nội phủ. Nơi này gần như là trung tâm lực lượng của Diệp Gia. Người nào không phải là cường giả cơ chứ? Nhưng người này dậm chân một cái, Liễu Châu Thành phải run lên ba bốn lần. Hiện giờ không ngờ bị người ta kêu cút đi, trong lòng làm sao mà không giận. Ai dám kêu ngạo trong đây? Diệp Bốc nhìn thấy lục thúc Diệp Từ Nghĩa giận tím cả mặt, đứng lên chửi âm âm. Tuy nhiên đợi hắn nhìn tới người lên tiếng là Diệp Phan, lập tức im miệng, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài khỏi vụ tù đường. Nhưng người khác cũng đứng dậy chạy ra ngoài. Chúng ta ngồi trong này mấy ngày rồi, tù luyện lâu lắm, cũng nên hoạt động gần cốt một chút. Đúng vậy, đúng vậy, nên đi ra ngoài hít thở không khí mát mẻ một chút. Sau một lát, mọi người đi sạch cả, chỉ còn lại ngũ thúc tổ Diệp Trí vẫn ngồi yên tại chỗ. Diệp Phan, người tuy là ngại nhân, nhưng được chất nhì Diệp Tư Đạo của ta hàng phục, làm việc vặt ở Diệp Giả chúng ta, một cái thân phận cũng không có, cũng dám bảo ta cút đi ư. Diệp Trí cười lạnh. Diệp Văn nhíu mày, nha rằng cười độc ác nói. Diệp phụ các người, ngoài trừ Diệp Tư Đạo, nhưng người khác một đám không có triển vọng, ngủ như lợn. Người cũng giống như vậy thôi, còn không mau cút đi. Khốn kiếp, dám nói với ta như vậy sao? Diệp Trí giận tím mặt mày, đang muốn đứng dậy. Diệp Văn nha răng cười độc ác, từ mẫu bách quỷ viên tuôn ra khói đen cuộn cuộn. Nó nhô lên cao, hóa thành một bàn tay to lởm chởm gai, phạm vi gần một trượng tạo thành một cái lồng úp xuống dưới túm chặt lấy diệp trí làm cho lão rãy giụa thế nào cũng không thể thoát thân được một lão cầu già nói ngươi là đồ con lợn vẫn là để mắt tới ngươi rồi diệp phan tùy tay ném lão ra khỏi vu tu đường cười lạnh mà nói nếu không phải để mặt mũi diệp từ đạo lão phu đã sớm giết chết người rút ra sinh hồn của ngươi làm phân bón cho vụ bảo của ta diệp trí lửa giận sung thiên muốn nhảy vào liều mạng cùng diệp phan nhưng lại nghĩ mình không phải đối thủ, oán hận không thôi, xoay người rời đi. Diệp Phan liếm liếm bồi thấp giọng nói, thật muốn làm thịt lão già này quá. Lão già này tuy rằng vô năng, nhưng tốt xấu gì cũng tù luyện tới dùng quyền bát phẩm, đưa sinh hồn của hắn đánh nhốt vào tử mẫu bách quỷ viên của ta, khẳng định có thể khiến ủy lực của bảo bối này tăng lên một bậc. Đang tiếc làm thịt lão, Diệp Tư Đạo khẳng định liều mạng với ta, ta đánh không lại hắn. Diệp Húc Mao Cốt Tùng Thiên lão già này quả nhiên giết người thành tính. Ngoại trừ phù chủ Diệp Tư Đạo, ai cũng không thèm để ở trong mắt. Nếu không có Diệp Tư Đạo, còn có thể trấn trụ được lão, chỉ sợ lão đã sớm huyết tẩy liễu chồng một lần. Tuy nhiên, Diệp Phan làm những việc này lại khiến cho Diệp Húc cảm thấy một trận đã ghiền. Nếu ta có được thực lực như vậy, cũng không phải bá đạo kiêu ngạo như thế sao? Đây mới là sảng khoái, đây mới là đại trưởng phu. Diệp Phan nhìn về phía Diệp Húc, thản nhiên nói, thật ra Hiện tại đã yên tĩnh rồi, người có thể lựa chọn một môn vũ pháp, ta dạy bảo người bí quyết của vũ pháp ấy. Diệp Húc cúi đầu suy nghĩ, hắn chứng kiến vũ pháp không nhiều lắm, chỉ có hai loại, một là ưng xà song kích, một loại chính là thanh sao cửu kích mà Mã Tam Bảo sử dụng. Ưng ừ xà song kích đánh trong tay Diệp Tư Mạnh và Diệp Phó, uy lực không lớn, cẩn thận nhìn pho tượng ở vù tù đường, lúc này hắn mới hiểu ra được hai người ưng xà song kích tu luyện ở trên bên ngoài còn sao mới luyện được cái thần của nó xa xa nó mới là chính tông nếu như ưng xả song kích chính tông uy được khẳng định phải lớn hơn mấy lần thậm chí cả chục lần lên nguyên khí tiến hóa thành ưng xả một kích thạch phá kinh thiên tuy nhiên cho dù hai người kia có tiến vào vô tu đường nội phủ đi chăng nữa tập được chính tông ưng xả song kích chỉ sợ cũng không được gọi là ưng xả song kích chân chính vô tu đường ưng xả song kích là chỉ diệp ra ưng xả song kích vẫn còn tranh lệch rất lớn với ưng giả song kích trần chính. Muốn đầy đủ học tập môn vũ pháp này, nhất định phải tận mắt nhìn thấy yêu thú ưng giả, nghiền gậm thói quen tập tính của nó, nắm chắc thần vận của loại yêu thú này. Diệp Húc suy tư thật lâu, rốt cuộc cũng là ra quyết định ngẩng đầu nói. Thừa tiền bối, ta muốn học đại diễn thiền kiếm thuật. Diệp Văn lộ ra vẻ kinh ngạc, khen ngợi nói. Khó trách Diệp từ đạo tên kia, nói người tầm như trong suốt thấu triệt. Từ chân hơn xa người thường, quả nhiên không kém. Ưng xa, lòng kim hủy, loại yêu thú này hơn phần nửa đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Bởi vậy những vụ pháp này căn bản không thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Người lựa chọn đại diễn thiền kiếm thuật quả nhiên là cửu chỉ sáng suốt. Lão dừng một chút, lắc đầu nói. Tuy nhiên, đại diễn thiền kiếm thuật ủy lực quá yếu, ta không học qua, không có biện pháp dạy cho ngươi. Diệp Phúc trong lòng có chút thất vọng, đành phải lui lại yêu cầu tiếp theo nói. Vậy mời tiền bối truyền thụ ưng xà song kích, loại vụ pháp này cho ta được rồi. Ta cũng không học qua, Ngươi tuyển loại khác đi. Diệp Phan thần thái có chút không được tự nhiên, không kiên nhẫn nói. Kim hủy đại được thần thông thì sao? Không học qua. Diệp Húc liên tiếp hỏi hơn 10 loại vụ pháp. Diệp Phan rút cuộc không kiên nhẫn, thẹn quá thành giận. Này tiểu tử, đừng chọn ba chọn bốn. Lão phu đời này chỉ biết một loại vụ pháp, chính là thành rào cửu kích. Lần trước Diệp Tư Đạo bảo ta thay thế hắn, chuyên cho tiểu tử mã tàm bảo vụ pháp lão phu truyền cho hắn cũng là thanh rào cửu kích người không muốn học hay không nếu nói vô nghĩa nữa lão phu ngay cả vụ pháp này cũng không dạy cho người đâu diệp hưng sau một lúc lâu không nói gì nhỏ giọng thầm nói lão sớm nói lão chỉ biết một loại vụ pháp ta đã không chọn nhiều như thế làm sao lão lại cáo với ta cười chứ diệp văn trợn mắt cười lạnh mà nói cái loại vụ pháp này tham nhiều sẽ mục nát nghĩ muốn giết người thực lực đủ mạnh dùng một loại vụ pháp như vậy đủ rồi. Thực lực không mạnh, học nhiều cũng vô dụng. Trong nhiều vụ pháp như vậy, chỉ có thanh rào cửu kích mới có tiềm lực nhất. Ưng xà, long kim hủy, loại thượng cổ dị chủng này đã tuyệt tích. Nhưng rào lòng vẫn còn tồn tại. Bởi vậy một vụ pháp thanh rào cầu kích này tuyệt đối là vụ pháp có giá trị nhất trong hàng chục vụ pháp. Diệp Húc gật đầu không ngừng, chấp nhận. Diệp Phản nói không sai. Những thượng cổ di chủng khác đã số đã bị diệt sạch thế nhưng thế gian này vẫn còn giao long lựa chọn thanh giao cửu kích địch ra có cơ hội tu luyện môn phù pháp này tới mức tận cùng tiền bối người tìm được giao long rồi sao diệp văn sắc mặt lập tức trở nên khó coi giận dữ nói tiểu tử thúi hỏi lên bây như vậy làm gì người rút cuộc có học hay không học đây học chứ tất nhiên là muốn học rồi diệp húc vội vàng gật đầu lại không kìm nổi mà hỏi thừa tiền bối chẳng lẽ ngài cũng không gặp qua giao long sao Diệp Phan khóe mắt cơ hồ nhảy loạn lên, trên mặt thành khí chập chờn, gần như không nhịn nổi mà chụp hắn một cái thành thịt vụn cho rồi. Loại yêu thú như rào lòng cũng là thượng cổ dị chủng, tuy nói tới này rào lòng vẫn còn tồn tại, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, không phải tùy ý mà nhìn thấy được. Diệp Phan nằm đó đánh cướp giết người chung quanh, cũng không có cơ duyên nhìn thấy loại dị chủng này, bởi vậy thanh giao cửu kích của lão tới giờ vẫn không thể tu luyện viên mãn. Lúc này, lão đã quyết định không bao giờ cho tiểu tử này có cơ hội nói chuyện, miễn làm cho toàn bộ gốc gác của mình bị vạch trần, lập tức nói. Thật ra, thanh giao cầu kinh có tới chín thức lớn, tham giảo thức, đoạt châu thức, xuất uyên thức, mãi vĩ thức, thôn thiền thức, phi thiền thức, và chạm thức, giảo sát thức, song giảo tiễn thức. Muốn tù luyện chín thức này, nhất định phải học được quan tưởng. Muốn quan tưởng, thể chất phải quan, tức là nhìn. Thứ hai là tưởng, tức là nghĩ. Quan tưởng giao long, trước là xem long thân, cốt, thịt, da, vảy, gân, mạch, lưu, huyết, can, phế, tràng, dạ dày. Còn bốn thần, vận, tinh, khí, động, tĩnh, hỷ, nhạc, nộ, ái. Làm được tới một bước này, liền có thể dùng nguyên khí hóa thành giao long, học được vụ pháp. Diệp Phan đem bí quyết của thành giao cửu kích, giảng giải qua một lần, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngừng thần, tê luyện tử mẫu bách quỷ phiên, đặt bên cạnh Diệp Húc chẳng thèm quan tâm đến nữa. Không phải lão không muốn chỉ điểm cho Diệp Phúc tu luyện thế nào, mà vô pháp phức tạp hơn xa với tâm pháp, bởi vì mỗi một người một ý tưởng khác nhau, lĩnh ngộ khác nhau, đồng dạng một loại vụ pháp cũng có thể tu ra hiệu quả khác nhau. Lão áp đặt chỉ điểm, chỉ sợ, hoàn toàn ngược lại. Diệp Phúc ngồi trước tòa điêu khắc thành lòng rào cựu kích thứ nhất, ánh mắt nhìn chăm chú vào đan điền của pho tượng tìm hiểu lòng trảo, xem cấu tạo của lòng trảo cố gắng nắm giữ thần vận trong đó. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thanh Sào cửu kích uy lực của thức sau hùng mạnh hơn thức trước, hung ác hơn nhiều. Tu luyện vũ pháp này cần tĩnh tọa quan tưởng, xây dựng hình ảnh giao long, sau đó biến hóa nguyên khí phá thể mà ra. Khi ra tay, giao long vồ giết cường địch, uy lực tăng lên gấp bội. Song giao tiễn thức thứ 9, uy lực còn lớn hơn nữa, nguyên khí hóa thành hai con dao long, thân hình kết cấu tạo thành hình dạng như là cái kéo to lớn vậy. Vậy lưng sắc bén giống như là lưỡi dao, cho dù là thân thể sắt thép cũng không thể ngăn cản được. Song dao lần lượt đan xen và cắt ra, chỉ một đao là chia hai. Diệp Húc quan tưởng lĩnh ngộ vào trong lòng, nhưng hắn càng quan tưởng, cảm thấy càng không được tự nhiên. Vô tu đường đường, dùng tượng điều khắc tùy chẳng giống như đúc, trông rất sống động, nhưng có một loại thanh âm không ngừng trong lòng hắn vang lên, nói đây là giả, chân chính giao lòng không phải là cái dạng này. Loại cảm giác này không biết từ đầu tới. Trong mắt của hắn, tượng đồng này càng ngày càng giống thật. Thần vận không xong, rối tình rối mù, không giống giao long, ngược lại giống như xà trùng hơn. Diệp Phúc trong lòng ngày càng loạn, suốt cuộc cũng không thể quan tưởng xuống được, đứng dậy nói. Tiền bối, ta không thể tu luyện phù pháp này được. Ta thủy chung cảm thấy giao long đồng điêu này là giả rồi, không thể tĩnh tâm quan tưởng được. Diệp Văn mở to mắt cười lạnh nói giả dạ, ư ừ, người đã chân chính gặp qua giao lòng rồi sao gặp quà giao lòng chân chính diệp húc ngẩn ngơ trong đầu vang lên ầm ầm diệp phan tiếp tục quả trách nói đồng điêu này toàn bộ do tổ tiên mở phủ diệp ra các người dùng một búa tạc lên đại biểu cho thành tựu vù đạo của hắn nếu người có thể lĩnh ngộ được những thần vận trong đồng điêu này tương lai chưa chắc đã không có khả năng thành tựu như hắn đấy đời quần lão diệp húc toàn bộ không nghe vào trong tay bên tay chỉ vọng lại một câu giao lòng trần chính hắn rốt cuộc cũng nhớ ra chính mình vì sao lại cảm thấy điều khác của tổ tiên diệp ra lại không đúng hóa ra đích xác hắn đã từng gặp qua giao long Gọc mai hiền bạch ngọc lâu của hắn có mấy con điền chẳng lẽ khi có ấn tượng ban đầu rồi mới khiến cho ta cảm giác được giao lòng đồng điêu của tổ tiên là không giống diệp húc định tầm lại tiếp tục khoanh trần ngồi xuống nhắm mắt ngưng thần ý thức yên lặng tiến vào nơi đan điền tòa bạch ngọc lâu tầng hay vẫn toàn lạc phía trên nguyên khí biển lửa màu trắng, thậm chãi chuyển động vô cùng. Bốn điều rào lòng thật nhỏ, cái đuôi ôm lấy góc mái hiên, mong vuốt khống chế vách của Ngọc Lâu, thân màu vàng đen, miệng ngậm ngọc châu, cái cổ dài hẹp bùng xuống, sau cổ vầy lưng giống như là quạt sắt mở ra. Một đôi lòng nhãn nhìn chằm chằm về phía trước. Một con rào lòng này không phải là vật sống mà là bốn bức điều khác thôi, chỉ có điều nó quá mức sinh động, thường thường làm cho Diệp Húc có cả cảm giác chúng nó có sinh mệnh vậy. Diệp Phúc chú ý tới thân thể của chúng nó, thần thái kiêu ngạo, hơi thở tàn bạo, khí chất tàn ác, trong nháy mắt không bằng theo bất luận cảm tình gì, coi thường hết thảy sinh mệnh. Loại lạnh lùng này làm cho người ta không rét mà run. Chúng đó không giống thiền lòng thần bí, tào nhã như trong truyền thuyết. Chúng đó bày ra cho thế nhân một bộ mặt thổ bạo và mạnh mẽ. Tuy nhiên Diệp Phúc cảm thấy để bất chân chính là giao long, một loại sinh mệnh kiêu ngạo, cường tráng, hung tàn, tà ác, tượng trưng cho lực lượng. Lúc này hắn rốt cuộc cũng nắm được thần vận của Giao Long. Diệp Phan thấy hắn tĩnh tầm lại, khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ khen ngợi. Tu luyện phù pháp cũng không phải là một chuyện đơn giản, phải khổ công vô cùng. Hơn nữa người tu luyện bản thân phải có ngộ tính cực cao mới có thể tu thành phù pháp. Diệp ra nội phủ vù dĩ, có người thậm chí ngồi ở nơi này liên tiếp 10 năm, quan tưởng phù pháp, có thể thấy được tu tập vụ pháp khó khăn đến thế nào. Tiểu từ này phân nửa phải mất 10 ngày tới nửa tháng mới có thể nghĩ ra được một chiếc móng vuốt của rào long. Ta cũng không để bồi tiếp hắn trong này được. Diệp phàm trong nháy mắt, hùng quang chợt lóe ra thầm nghĩ. Diệp tư đạo tên kia cũng đang bế quan, không rảnh để ý tới ta. Không bằng từ dịp này chạy tới lường châu, giết chết vài vụ sĩ, tên vũ sĩ, tết luyện cái tử mẫu bách quỷ phiên của ta. Lão đang định rời đi, đột nhiên dừng bước chân xoay người nhìn về phía Diệp Húc, lộ ra thần sắc kinh dị vô cùng. Chỉ thấy Diệp Húc vẫn ngồi ngay ngắn bất động như trước, nhưng trên người hắn truyền ra khí tức làm cho Diệp Phan cảm thấy nguy hiểm. Khí tức vô cùng là tà ác, lộ ra sát khí hung tàn thành tính, đồng thời tự cao tự đại, coi thường hết thảy sinh mệnh, mang theo một tiệm uy nghiêm bao trùm ở bên trong tất cả sinh mệnh. Diệp Phan bản thân cũng không phải là người đương thiện gì, cũng hung tàn thành tính, làm không ít việc ác. Lúc này, đối mặt với khí tức này, không ngờ cũng có chút sợ hãi. Tiểu tử này tu luyện có phải là thanh giao cửu kích hay là không vậy? So sánh với sát khí của ta còn nặng hơn, như thế nào lại có loại khả năng này chứ? Người bị lão phù giết so với người hắn quen biết còn muốn nhiều hơn. Trên người của Diệp Phúc chuyển tới khí thức ngày càng nặng. Qua thật lâu sau, đan điền của hắn rốt cuộc cũng chuyển tới một tiếng long ngâm. Một long trảo lớn bằng cái quạt hương bổ từ trong bụng mò ra. Tiếp theo là nửa cái đầu dao long cũng từ đan điền chui ra tiết gì đồng nha, có lần có râu, giữ tợn và hùng ác. Khác với rào lòng mà những người khác quan tưởng chính là, rào lòng này không gợi che kín long lân màu trắng, hiển nhiên là vì Diệp Húc đã luyện cầu chuyển quyền công tới nhất trọng tứ chuyển cảnh giới. Nguyên khí hóa thành màu trắng, quan tưởng rào long cũng xảy ra biến hóa khác thường, có vẻ không giống bình thường chút nào. Diệp Văn hoàn toàn giải ra, Diệp Húc tốc độ quan tưởng rào lòng cực kỳ nhanh, không ngờ vượt qua tưởng tượng của lão, dùng gần được canh giờ mà thôi, không chỉ là như thế, nguyên khí hóa thành giao long này, rõ ràng so với giao long lão quan tưởng ra còn hoàn mỹ hơn, càng thêm hung ác hơn. Đồng thời uy lực chẳng định là hùng mạnh hơn. Tuy rằng hiện giờ nguyên khí của Diệp Phúc biến thành giao long, uy lực tạm thời kém lão, nhưng nếu Diệp Phúc có được tu vi như của lão, uy lực của thành giao cầu kích này phải hơn xa xa của lão, thậm chí không chỉ là một bậc nữa rồi. Nếu sau này trước mặt hắn ta sử dụng thành giao cầu kích, ta chính là một tên ngốc diệp văn trong lòng lẩm bẩm nói so sánh với diệp húc sao lòng lão quan tưởng ra xấu xí như một loại bò sát tầm thường lại không dám phơi bày ra sợ rằng mình sẽ bị mất mặt